Hello hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Tuấn MG. Và nếu đây là đầu tiên các bạn đến với mình ý, thì mình làm video về hướng dẫn ảo thuật hay là bất kỳ những gì liên quan đến ảo thuật thì mình làm nhé. Và trong cái video lần này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái kỹ thuật về ảo thuật bài. Đó chính là chúng ta sẽ làm cho lá bài này biến đổi thành lá bài khác chỉ qua một cái lắc tay như thế này. Hoặc là chúng ta cũng có thể điều khiển được con bài của khán giả tùy theo ý mà chúng ta muốn. Thì ngay sau đây sẽ là một cái video biểu diễn về cái kỹ thuật này. Và sau đó thì mình sẽ hướng dẫn mọi người nhé. Bây giờ thì đi nào. Ok, và rồi, bây giờ chúng ta hãy cùng đến cái phần hướng dẫn của cái kỹ thuật vừa xong nhé. Thì để làm được nó thì anh em cần biết cho mình hai cái cực kỳ là cơ bản thôi. Đầu tiên là làm giàu con út như thế này, kỹ thuật đầu tiên đấy. Cái này thì mình nghĩ là nhiều bạn theo dõi kênh của mình từ lâu thì đã biết rồi. Cái kỹ thuật thứ hai đó chính là chúng ta hãy dùng ngón út và ngón áp út này kéo cái bộ bài, nửa bài đi xuống như thế này. Đó, chỉ cần làm được hai kỹ thuật này thôi là coi như là chúng ta đã biết đến 70-80% cái kỹ năng này rồi. Ok, rồi, tiếp đến như thế nào? Bây giờ này, khi chúng ta cho khán giả chọn một lá, mình sẽ lần ngược lên nhé. Cho là chỉ ở một lá bất kỳ, ví dụ lá hai tép như thế này. Rồi, đặt vào, làm dấu con út như thế này. Tiếp đến, phía trước khán giả nhìn sẽ như thế này nhé. Sẽ không thấy được cái dấu đâu. Này, dấu nó ở đây này. Rồi, tiếp đến nhé, là chúng ta sẽ cầm bàn tay phải chúng ta che vào bộ bài như thế này. Sau đó chúng ta sẽ nhấc bài xuống một chút như thế này. Tiếp đến là dùng kỹ thuật đẩy cái bộ bài, nửa bài xuống như thế này bằng ngón út và ngón áp út. Thường thì mình quen rồi thì mình chỉ dùng ngón út thôi, đẩy xuống như thế này đó. Và khi kết hợp ấy nó sẽ được như thế này đấy. Thì bây giờ ấy, cái bàn tay của chúng ta đã che cái phần bài bên dưới đi rồi. Tiếp đến là chúng ta sẽ ấn cái phần bài xuống một tí khoảng này. Rồi, bây giờ ấy, chúng ta sẽ thả cái bàn tay ra, đồng thời chúng ta sẽ gập cái phần bài bên dưới và lắc tay đi. Thì lập tức là cái lá bài nó sẽ biến đổi. Mình sẽ làm lại một lần nữa nhé, nhưng mà mình sẽ làm nhanh. Rồi, ví dụ là hai tép này, làm dấu này, nhấc lên này, bẻ ra này, để nó vào và xoa này. Đó, thì lá bài lập tức nó sẽ biến đổi như thế này. Và khi làm cái kỹ thuật này thì mình có hai cái lưu ý nho nhỏ cho anh em. Đó chính là đầu tiên này, cái lưu ý thứ nhất nhá, là thường chúng ta hay diễn với khán giả là đúng cái góc mà mình đang đặt camera luôn, là góc như thế này, thì làm sao là nó bớt lộ. Chúng ta làm dấu này. Bây giờ khi chúng ta nhấc cái phần bài phía trên lên ấy, thì anh em hãy nhấc nó cao lên như này nhá, chứ đừng để nó như này mà chúng ta để luôn ngửa ra luôn ấy thì nó dễ nổ phần ở bên dưới này. Chúng ta hãy nhấc cái phần bài bên trên lên một tí, nhấc lên một tí, thẳng đứng lên một chút, đó như thế này. Sau đó chúng ta mới đẩy phần bài ra, kéo phần bài xuống nhọc. Rồi, như thế này. Bây giờ ấy, thì nó lại thả đồng thời và lắc tay thì nó sẽ biến đổi. Và cái lúc mà chúng ta để phần bài vào trong này thì đồng thời nhá, chúng ta phải nghiêng cái bộ bài lên một tí như thế này. Bình thường là bộ bài nó sẽ thẳng đứng như này nhá, nhưng mà chúng ta hãy nghiêng đi một chút như thế này. Đó, cái lúc mà chuẩn bị gập cái phần bài dưới vào ấy, gập phần bài dưới vào ấy, thì để cho cái phần bài nó vào tương thích luôn ấy, nó không bị mắc ở đây. Đó, để hơi chéo một tí rồi đẩy nó vào là xong. Ok, biến thể của cái kỹ năng này thì có rất nhiều kiểu để anh em có thể áp dụng nó. Cái thứ nhất là chúng ta có thể pass bài như thế này. Ví dụ là con 6 big và chúng ta muốn nó ở trên đầu, chúng ta cũng làm dấu, sau đó chúng ta sẽ đẩy lên đầu thôi như này. Nhưng mà mình lưu ý nhá, nếu mà anh em dùng để đẩy nó lên đầu ấy thì anh em đừng có lắc. Nếu mà lắc thì khán giả sẽ nghĩ là có cái gì đấy, mà mình khuyên anh em sẽ làm như thế này, đẩy vào này và bây giờ anh em xoay bài đi. Đó, làm nhanh là sẽ được như thế này. 6 bích đang ở giữa nhá, xoay bài đi. Đó, thì nó sẽ nhảy lên đầu. Rồi, cái biến thể thứ hai ấy là chúng ta sẽ ngửa hai con lên, một con đang ở giữa, một con đang ở đầu, xong rồi nó cũng nhảy lên đầu thôi. Thì bây giờ con ở giữa sẽ nhảy lên đầu và con ở đầu sẽ nhảy vào giữa.
Hoặc là như mình hay làm là biến đổi lá bài thì cho khán giả chỉ ở bất kỳ là bài nào mà khán giả muốn. Tựa lá ất bích như này, trên là quy tép, chỉ cần lắc cái nó sẽ biến đổi. Đó, đây là cái mình hay làm nhất, hay ứng dụng nhất. Và rồi, đó là kỹ thuật này, thì anh em thấy nó như thế nào? Nó có hay không? Nó có hữu ích không? Hay là anh em có cách áp dụng nào nó tuyệt vời hơn với cái kỹ thuật này không? Thì hãy chia sẻ ý kiến ở bên dưới nhé. Còn giờ thì anh em thấy clip này hay và hữu ích thì đừng quên ấn like, share bạn bè và nhớ đăng ký kênh, bật cả chuông thông báo lên để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của mình nhé. À mà quên, nếu mà anh em thích ảo thuật, muốn tìm hiểu nhiều hơn những cái kiến thức về ảo thuật hay là tìm những người giao lưu, thì trong đó mình có tạo một cái group là ảo thuật Việt Nam để mọi người có thể vào đó và chia sẻ kiến thức với nhau, sẽ rất là hữu ích đó. Rồi, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye.